Thái số 7 đó là cả hai người đều truyền cảm hứng cho nhau. Người này học được từ người kia rất là nhiều điều, những cái điều mà mình còn thiếu. Đó. Người này là lý do để người kia tồn tại và gì ạ? Và là động lực của người kia để người kia cố gắng để phát triển từng ngày. Là lý do để người kia cố gắng để kiếm tiền nhiều hơn, là niềm vui, là nguồn cảm hứng. Đấy. Và đi đâu thì hai người cũng quấn quýt đến nhau, cũng tự hào về nhau và tin tưởng nhau và luôn luôn khoe cái nửa còn lại của mình. Cả hai người đều làm việc đó. Một người Huy có một cái anh chị này thì cô vợ thì liên tục khoe về chồng mình. Còn anh chồng thì liên tục tự hào và cảm ơn cái người vợ của mình. Hai người thường xuyên biết ơn lẫn nhau và tự hào với nhau. Và cô vợ thì nói rằng đây là thầy của tôi, nói về chồng của mình, nói đây là thầy của tôi, đây là cha tôi, đấy, một người cha nuôi, đấy, rồi đây là anh của tôi, đấy, đây là chồng tôi, đây là bạn tình của tôi, đây là con tôi, nói với chồng mình, vừa là nói là thầy vừa là con, đấy. Anh chồng thì nói là cô này là gì ạ, là thầy tôi, cô này là mẹ tôi, cô này là gì ạ, là bạn tôi, cô này là chị tôi, cô này cũng là em tôi, cô này cũng là con tôi và cô này cũng là gì ạ, bạn tình của tôi. Đó. Hai người họ nói về nhau một cách say sưa và họ trao cho nhau những cái ánh mắt mà có lẽ là chỉ có hai người họ với nhau thôi, còn thế giới xung quanh là biến mất hết. Mỗi lần họ nhìn nhau là thế giới xung quanh biến mất hết. Cả hai người đều rất là sung sướng hạnh phúc mà họ luôn luôn nghĩ về nhau. Họ tin tưởng với nhau đến mức mà họ không cần kiểm soát nhau. Họ không cần kiểm soát nhau. Họ tin tưởng rằng người kia cũng sẽ nghĩ về mình giống như mình. Và cái trường hợp này rất là dễ dẫn đến cái giai đoạn cái trạng thái số 6, đó là cái cô mà ngưỡng mộ cái người còn lại ấy, thì cô nghĩ rằng là người kia, cô tin tưởng người kia, nhưng người kia thì lại không nghĩ ngược lại. Cho nên nó xảy ra những cái tình huống mà họ không lường trước, tức là họ bị ảo tưởng. Nhưng còn cái giai đoạn số 7 á, thì cả hai người đều có kiến thức, hai người đều có nhận thức và hai người đều cùng phát triển cùng với nhau. Họ đi đâu họ đi cùng với nhau. Họ làm gì họ làm cùng với nhau. Họ có những cái niềm vui chung, họ có những người bạn chung, họ có những mục tiêu chung, họ có những quan điểm chung, họ có những cái sở thích chung. Đấy. Họ tập thể dục cùng với nhau, họ đi chơi cùng với nhau. Họ nếu như mà một trong hai người gặp vấn đề thì cả hai người cùng gì ạ? Cùng cùng chấp nhận và cùng tìm cách giải quyết. Tất cả mọi thứ họ đều chia sẻ cho nhau. Đấy. Và họ ngưỡng mộ lẫn nhau. Họ yêu quý nhau, họ ngưỡng mộ nhau, họ trân trọng nhau, họ biết ơn cái người còn lại của mình. Cả hai người đều làm việc đó và cả hai người đều học tập và phát triển liên tục, không có ai dừng lại hết và tốc độ phát triển của hai người tương tự tương đương lẫn nhau. Một người này thì mạnh thế mạnh này, người kia mạnh thế mạnh kia, và thế mạnh của người này là điểm yếu của người kia, bù đắp cho người kia, thế mạnh của người này lại bù đắp cho người kia. Cho nên cái người này họ rất là mạnh, ví dụ phụ người phụ nữ thì rất là mạnh trong việc xây dựng mối quan hệ nhưng lại không giỏi trong cái việc ra quyết định cũng như là quyết đoán cũng như là tìm kiếm những cái cơ hội. Đó, họ là hậu phương. Nhưng mà cái người chồng ấy thì lại không giỏi trong cái việc mà đối nhân xử thế ở trong gia đình cũng là chăm sóc, hỗ trợ. Đấy. Cho nên là gì ạ? Là anh ta cần phải học cái cách để mà đối nhân xử thế mà khiến cho cái cô vợ này làm cho mọi người thích cô ấy. Đấy, còn cái cô vợ này thì lại ngưỡng mộ anh này ở cái điểm là gì ạ? Là anh ấy rất là giỏi giang, trí tuệ và là có cái tầm nhìn rất là xa. Đó, thì mỗi người có một thế mạnh riêng và thế mạnh của người này là điểm yếu của người kia và hai người có thể học lẫn nhau. Đấy, bởi vì mình biết điểm yếu của mình và mình thấy cái điểm yếu của mình lại là thế mạnh của người ta, cho nên là mình học của người ta. Đấy, còn cô này cũng vậy, cô này cũng biết điểm yếu của cô ấy là gì và cô ấy học cái điểm mạnh của anh này chính là cái điểm yếu của cô ấy. Cho nên là hai người học hỏi lẫn nhau. Hai người đều là gì ạ? Đều là thầy của nhau trong cái lĩnh vực mà họ giỏi. Đấy là mối quan hệ hoàn hảo. Đúng không ạ?